gắn một chút yếu tố then chốt đằng sau sự chuỗi dậy của bộ là hiệu quả kinh tế. Thời gian qua, thị trường chứng khoán tại đây tăng tốc mạnh và niềm tin của nhà đầu tư. Điều này tạo câu chuyện thành công. Chúng ta vừa nghe bài Ký ức tháng 3 lời của sử giả Mai Hương do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian này nếu lang thang, người ta sẽ thấy rất là nhiều người chia sẻ những tấm ảnh chụp hoa gạo rất là đẹp, hoa nở đỏ rực rỡ thu hút một góc trời bởi tháng 3 gắn liền với mùa hoa gạo. Ở Bắc Bộ thì hầu như làng quê và tháng ba nở đập những đốm lửa luôn hiện về trong ký ức, nhất là những người con xa quê. Quỳnh Chi được Tây Nguyên thì hoa gạo Tây Nguyên, theo truyền thuyết thì hoa gạo nhau và màu đỏ rực của hoa từ người con gái hóa thân thành cho người yêu nhìn thấy cô ấy luôn rực rỡ. Có lẽ vì ý nghĩa đó nên soạn giả Quốc Anh đã viết lời bài hát chèo về loài hoa này. Xin được giới thiệu với quý vị bài Mùa hoa gạo nhớ anh với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Mai Phương. Một đường son
mang lại hiệu quả cao và thích góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương, cao đời sống của người dân nông thôn vùng. Thưa quý vị và các bạn, ôi anh lính Dũng, Việt Cộng thì trôi nhanh nhanh đi, không để toàn anh em trong xóm cả. Của tác giả Nguyễn Khắc Hào do nghệ sĩ Quỳnh Em thể hiện. Thưa quý vị, từ đầu chương trình thì chúng ta tiết mục viết về tháng 3 và vẻ đẹp của hoa gạo, hoa xoan, những người hoa nở khi tháng 3 về. Nhưng thật thiếu sót nếu không nhắc đến hoa ban. Vào thời điểm này, nếu quý vị đặt chân lên vùng núi Tây Bắc của Tổ quốc thì chắc chắn sẽ mê mẩn bởi những cánh hoa mỏng manh bạt ngàn trên khắp các sườn đồi. Hoa ban là một trong những sản vật của núi rừng Tây Bắc gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh của người dân ở nơi đây. Và trong những ngày mà hoa ban nở trắng trên các sườn núi, cũng là lúc nam nữ thanh niên trong các bản mường lại rủ nhau đi hội vui chơi ca hát, đánh đàn tính, tuổi khèn, múa xòe, trao và đón nhận tình yêu.
không chỉ mang đến vẻ đẹp thuần khiết hoang sơ cho núi rừng đâu, mà hoa ban còn được chế biến thành nhiều món ngon như là hoa ban xào, hoa ban nấu xôi, nộm hoa ban, vân vân. Hoa ban đẹp, điều này chắc là ai cũng phải công nhận. Nhưng truyền thuyết về loài hoa này thì không phải ai cũng biết. Quỳnh Chi sẽ mời quý vị cùng nghe truyền thuyết về loài hoa này bằng một bài vọng cổ có tên là Chuyện tình hoa ban trắng của soạn giả Thiên Cẩn với tiếng ca của hai nghệ sĩ Trung Đẳng và Thú Vân. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Chuyện kể rằng ngày xưa ở núi rừng Tây Bắc có hai người yêu nhau thao thiết. Phải như anh chỉ làm em khó, nước mắt cho em đã quá đủ rồi, nỗi xót xa em nhận lấy nhiều rồi, xin lỗi. Anh đang ngạt thở. Tôi đã tham dự giải đồng đội thế giới rất là nhiều lần và cũng từng thất bại ở cái trận tranh huy chương. Vọng đó là sẽ có huy chương. Đó là em cho đến ngày 31 tháng 3, giải cầu lông Tây Ban Nha Master 2024 được diễn ra. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh tham dự giải đấu này với thứ hạng 22 thế giới. Như ai, xin lỗi anh không như thank you.
về nơi mù có nhớ con đò chiều buồn em đi lấy chồng theo thuyền hoa anh ta dương một ngày qua sông đưa em tới bến bờ xa nơi này hoa bay chiều tàn rơi trên cỏ trưởng cục phát triển nhà và thị quý vị và các bạn đã nghe nói phúc là một khái niệm về cảm xúc hết sức mơ hồ nên khó có thể định nghĩa mà phải do chính người trong cuộc từ học sinh thầy cô giáo nhà quản lý giáo dục phụ cảm nhận được. Biên tập viên Ý Dịu sẽ chia sẻ cùng quý vị thính giả một không gian học đường hạnh phúc như thế. Bộ Xây dựng cũng đề nghị phường đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại khu đất dự án này được phê duyệt trường hợp chọn đối với quỹ đất nhà xã hội chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư cần khẩn trương lập quy hoạch thẩm định báo cáo tiền khả thi và cập nhật dự án vào chương trình kế hoạch của địa phương để hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà xã hội. Dòng chảy kinh tế chảy cuộc sống theo thuyền hoa anh dương một ngày qua tạo cho mọi người ai cũng cảm